Ê yo, what's up anh em? Trời ơi, nhiều bạn yêu cầu tôi làm reaction bài Ngủ Môn của Taiga. Thì ok, bây giờ tôi đã có mặt rồi đây. Tôi nghe đồn là cái bài này nghe xong thì nó rất là sợ. Tôi cũng đang chuẩn bị một cái tinh thần để mà có thể đón nhận bài này một cách nó feeling nhất có thể và ôm hết tất cả các lyric trong bài này về trong não tôi. Đó thì tôi cũng đã đón nhận rồi. Tôi nghe loáng thoáng là bài này là Part 2 của cái bài Tam Môn của 4 tháng trước mà Taiga có đăng. Mà trong bài đó thì tôi nghe nhiều các bạn review thì cũng đáng đáng sợ đấy. Thì không biết là cái bài Ngủ Môn này nó như thế nào đây. Không biết là nó có liên quan gì đến drama của bức trình của anh Hiếu thứ hai không, hoặc là chỉ là một cái phần nào đó nêu quan điểm góc nhìn về underground hiện tại, về những thứ mà đang diễn ra xung quanh rap mainstream underground gì là gì đó. Nó có rất là nhiều chủ đề và tớ đặt dấu chấm hỏi trong bài rap này. Vậy thì cùng tớ Nobihan reaction bài Ngủ Môn của Taiga này nhé. Đi vào luôn anh em ơi, cho nóng 14 phút lận. Đồng hành nào. Mình sẽ nghe hết xong rồi sẽ reaction, hoặc là mình sẽ nghe từng bài xong. Ví dụ bài này chia làm 3 bài đi thì mình sẽ nghe từng bài xong rồi mình nhận xét xong rồi nghe tiếp kiểu vậy ha. Thì tùy thuộc vào cái độ dài của cái bài hát này từng đoạn như nào thì mình sẽ react. Ok, let's go. Nhanh gọn lẹ. Gì ghê vậy? Nhạc chiến ấy. Ê, cái nhạc này đưa mình về cái thời của AC ấy nhờ. Thề cái thời mà còn old school các kiểu ý. Đít sau bằng old school á. Nghe sợ vãi lìn. Trên tầng thành cuối cùng của anh đờ vẫn còn ngọn cờ kiên cường bay ngược gió, dù thời đại này thể đến cuồng phong bão giông sóng lớn cũng không lay được nó. Chấp nhận yêu cái chắc từ đường phố nên sự gai góc này không cần lược bỏ, đấu tranh cho tự do đam mê và nhiệt huyết kiến tạo nơi mà đồng tiền không còn là thước đo. Đại loạn Việt Nam ta vẫn giữ cờ lệnh ở trên tường thành này được ngang nhiên phất, tồn tại sống với những gì nguyên thủy giữ cho âm nhạc tụi tao không biến chất. Bắt ý niệm cái thế mà thả chữ cho mình thấy phục cấm địa mà không cần dùng mắt, nơi chiến trường đẫm máu khốc liệt và bốc nhiệt với những gã sát nhân cuồng loạn đi khùng nhất. Không thèm suy nghĩ về skill hay ý chí, chỉ cắm mặt đổ lỗi tao kỳ thị. Quá rõ ràng chúng mày đang bí ý, vậy thì cuộc chơi này còn gì thi vị. Dù fan mày có vắt óc suy nghĩ nhưng ý nghĩa trong câu vẫn không thể thỏa được, thì giấc mộng mày nói về hòa bình nhạc rap chẳng qua là công cụ khiến fan tiến hóa ngược. Khi tao chỉ nhắc đến hai chữ tự do thôi thì đã làm fan nó cay như cắn ớt. Tao lại bồi thêm ý niệm đường lối xúc bay danh dự mà nó đang gắn vớt. Mày thích thì tao quất chứ đâu có ngán ngại, bởi càng on mai tao lại càng sảng khoái. Phản kháng quá yếu nên đành phải phán đại, tao kỳ thị dùng miền phân chia đảng phái. Âm nhạc hai mặt lại căng là pha trộn hỗn tạp và rap mà chả có nội dung gốc rễ hip hop thuần túy là tự do, tao luôn nói rõ nói to và nói đúng. Câu này hay. Dù thị trường có mở cửa chống chiên kiểu tám người khiêng, tao cũng không nao núng đâu như cái loại sẵn sàng vứt danh dự tới công xiền vào cổ ngoan ngoãn bị thao túng. Tao nhắm vào swag chứ đâu có riêng ai, hai cái trùng hợp đây là khớp với mày. Nhắc môn chưa hay qua nhị môn mới thấy là bắt đầu nhảy dựng như đỉ đang tới ngày. Tam môn cơm nước thì cũng đã bới đầy, việc của chúng mày là bơi vào sơi lấy chén đầu khen ngon chén hai chơi hơi ngậy. Rõ ràng mày ngán ngại khi vào cuộc chơi này. Em đâu bán nghệ mà em chỉ bán thân, nên đem so đỉ em chỉ đáng ăn bằng. Còn muốn đặt anh lên trên cùng cán cân thì cứ lấy em mà nhắn cho ngàn lần. Em thích lui tới nơi xa hoa phản phất, còn anh thì chỉ định hướng về bản chất. Anh hóa việc rap để trở thành bản năng, em chỉ chăm chỉ hóa trang cái bản mạc, nên tất cả giá trị anh càng ngày càng tăng. Còn chắc trong chắc em càng ngày càng mắc, bảo anh cổ hủ thì giá lại càng đắt. Bảo thủ hay công anh cũng luôn càng tắt. Kỳ này càng đông thì anh lại càng phát, kỳ này ngược gió thì kỳ lại càng phát. Chứng minh anh coi là thằng nào đáng nhất, để được anh ban ân cho sáng mắt. Lắng tai lên nghe nền tài phương Bắc, muốn lên lưng ngựa phải tập cầm cương chắc. Mày khắc nhu kế của anh bằng cương chắc thì vẫn tầm chả thấy, chỉ thấy mày vương sắc cả bầy cẩu sực. Mày là con sướng nhất, thành công chọc ông của mày để chướng mắt. Anh em tao gom cả bầy đã nướng tắt, riêng có mình mày là được chủ tướng bắt. Bút mực sẵn đó thì ngại gì chả viết, mày đã vạ miệng thì ngại gì chả giết. Tao ăn cả voi nuốt luôn cả kiến, địa tụi swagger này văng ra cả huyết. Gặp đâu đập đó đánh theo kiểu giả chiến, buộc tụi nó nghe xong rồi phải giả điếc. Miền Nam một mẫu thì chỉ là giả thuyết, còn mày phụ thân ở đâu còn chả biết. Đúng thiệt lộ hậu tâm môn này tao bón, nên sao vài bữa là đặng nhạc mày ra. Đúng thiệt trường ca người mở ra trường phái, gốc gác được sinh AC. Miền Tây này mà chính miệng mày nhận ngoài đấy đã học lỏm, còn thêm mắm dặm muối đi ngược lại lời thầy. Hơn 20 năm ở trên đời trời đất, nắm nghịch đồ kiểu vậy bây giờ tao mới thấy. Hoàn toàn lời lẽ không chỗ nào để chơi, nên chỉ đê mê nói nhạc anh buồn ngủ. Chỉ có một chiêu mà xài tới 10 kiểu, em đúng là đào già chuyên gia pha tuồng cũ. Đường anh đi mặc
Dù là đường cũ nhưng xe anh chạy ít gì cũng tay ga. Dù có cán đinh nhưng đường thì vẫn dính như nhạc. Anh vẫn đỉnh ý niệm vẫn bay xa. Anh chạy không biết khi nào mới dừng xong. Đồng bóng đòi ăn củ long hả đừng hòng. Nó bảo website kinh gáy lúc hừng đông. Làm fan nó thức tỉnh thôi ngừng mộng. Giọng chạy của rap luôn tồn tại song song. Làm sao để giữ dòng nhạc mày không động. Mày nói tao bản sao của ai thì tao cự. Chứ nó như AC thì ngại gì không giống. Thật ra là mở miệng đồ on mày tự chiến lại tự gỡ. Chắc thì khác gì tự thiến thôi. Coi như tao đang chơi theo sự kiện. Dựng đại rạp xiết ngoài coi mày tự diễn. Ai cũng quá rõ là họa ra từ miệng. Nên đừng cây cú mà ăn nói tự tiện. Tao xuống từ trời mày lên từ chiến. Vì thiên tài là ai thì chắc mày tự biết. Mày ví cuộc chơi này như một canh bạc. Mà gặp hàng dởm thì mới dám tranh hạng. Giờ sao lên kèo mình chơi luôn tánh mạng. Gangster cỡ nào nhào vô đi anh bạn. Để coi lần này lại thuộc vòi gỡ nhạc. Hay là sống chắc như lời mà bạn nói. Nếu như chịu chơi tôi chấp lấy cả đội. Bạn ra đây tôi giỏi một lần bạn đạn cối. Thầy dạy tụi mày chỉ chờ ngày cắt tiết. Thầy dạy hết rồi giờ thầy cắt tiết. Thưa biết là mấy em yêu cũng rất tiếc. Nên rống họng lên gọi thầy đến tắt tiếng. Nhờ thầy xuất hiện khi việc ra mắt diệt màn hình. Không tắt thì cũng ra ngắt điện. Biển vằn việc rap này bị thầy vắt kiệt. Chưa gì cho em thì em từng khắc biết. Ý niệm thầy vẫn phát triển và bất biến. Thì việc nhạc chắc bất diệt là tất nhiên. Vẫn sẵn chạy trên con đường tìm chắc riêng. Đâu yên một chỗ mà em cứ nhắc miết. Thầy đem cục bếp này ra mà sắc miếng. Xào lộn một hồi mà ra món sắc tuổi. Còn về rác việc em tỏ vẻ rất chuyên. Nhưng khi bị hốt thì cũng tắt lễ. Anh chị thoáng qua bằng một cái liếc mắt. Mù đầu tụi em đã bị anh biết tắt. Thị trường rapper càng ngày càng siết chặt. Bỏ chậm như em nó không còn thiết giác. Nên đành trở về chỗ này tìm miếng đất. Đổi luôn rap nem để giữ lại miếng chắc. Công nhận là em chơi chiêu này hiểm thật. Chắc luôn rap việc em là thằng điếm nhất. Ý chí COS lạng miếng trả miếng. Chứ không thấy chuyện tới nhà rồi mà chạy. Vậy là đủ thấy anh em trong bang tao. Khí phách còn cao hơn cao nhân nhà mày. Suy cho cùng thì tao khinh ở đây là ý chí. Chứ nó đâu liên quan gì tới trình. Vậy mà có thằng ngu nó soạn cả cái sớ biện minh. Mình đỉnh rồi mang nó tới trình. Nhân tài miền Tây này hằng hà xa số. Trình bay vào đây chỉ như hàng đổ đóng. Đợi ông mày lấy xong bằng kỹ sư rồi. Thì Hồng Lộc có là gì mà tao không nhổ móng. Mang hương phù sa của quê tao bồi đắp cho lúa với mạ. Nhà mày được chỗ bông. Đến khi vàng đồng thì quay lại gặt tắt. Hạt căng thì để lại hạt lép đem đổ sau. Tổ tông gốc khác mày cũng là nông phu. Mà mày lại đi ví nông phu như châu cày. Thằng khỉ núi bà tự vạch cặt ra đáy. Và bằng thờ nhà nó khi thốt ra câu này. Trước giờ tao chỉ cọp beo thì ít. Chứ đè ra bắt xích cổ chó điên thì đầy. Đây 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 một chắc tao chỉ ít gì cũng sáu con. Chứ nó đâu có riêng gì mày. Ừ thì mày điếc nên đâu có sợ súng. Mà nên biết súng cũng đéo có cử điếc. Muốn thấy khoảng cách tao vượt mày bao xa. Thì chắc râm nhạc tao đi rồi tự biết. Cường vặn tao chơi như đại đao văn trường. Thượng trên thời lượng ý niệm như xích thố. Vặn mày dụng bụng chắc cỡ hình đạo vinh. Lẹt đẹt vài chữ chưa ngang nổi đích bố. Nếu tứ chưa đủ thì giờ thêm ngũ môn. Dạy mày nhiêu đó coi như là đủ môn. Tao trả lời mày chỉ chừa lại đủ 4-2 bài. Sáu sát vậy là vừa đủ chôn. Lũ khốn này ăn nói quá thừa thải. Nếu không hài lòng thì anh sẽ không ưa. Tóm cái váy lại em MBD lẻo cái. Rồi anh đã hiểu em phát biểu xong chưa. Qua lục môn này sẽ tới phiên ai. Xuống địa ngục hay đi tới thiên thai. Một ai đó sẽ trở thành thiên tài. Hoặc giống như tao bị coi là thiên tai. Hay là câu chuyện được miệng đời truyền lại. Một chàng khờ yêu rap đến điên dại. Một ngọn lửa cháy mãi với niềm tin. Anh mang theo ý chí di sản của huyền thoại. Anh lại chấp bút và viết cho em một bản tình ca bất diệt. Bảo vệ em khỏi những thằng khoác lác. Trao em những lời thất thiệt. Họ nói em thích nhung gắm xa hoa hơn là tình yêu thuần khiết. Họ nói em của bây giờ đã khác với những lời anh từng viết. Họ nói rất dễ để có được em chắc cần dốc sức đi tìm. Có thằng còn xem em như đĩ đếm. Nếu thích chỉ bích rồi chi tiền. Tụi nó chỉ coi em như bao cát mạt sát em mỗi khi điên. Hoặc chỉ là nhà vệ sinh công cộng cứ đến phóng ới tị tiện. Nhưng anh vẫn yêu mặc kệ cuộc đời làm em xoay chuyển. Anh vẫn sẵn sàng đi ngược dòng nước kéo em ra khỏi tay tiếng. Vì được yêu em anh mặc máu rơi mặc cốt xương mình bị đay nghiến. Dù có phải chết anh vẫn ấm áp dù mộ mình không ai viếng. Kỷ niệm về em anh mang cất cái thời mà em còn đang chắc. Cắt bước cùng em đâu cần điều kiện đầu cổ đâu cần mang trang sức. Nhưng rồi thời gian cũng phai phôi mọi thứ về em dần tan mất. Đỉnh điểm là vào cái ngày mặt em được in lên bìa trang nhất. Em biết giá trị mình nằm ở đâu bắt đầu yêu cầu rồi đòi hỏi. Em đâu còn nhớ tới thằng rapper cặm cụi chơi em vào mỗi tối. Tập tành xe xua rồi ăn diện đối đãi kẻ thù bằng thân thiện. Khi anh lên tiếng về sự giả dối thì em lại nói anh phân biệt. Anh cũng chẳng thể nào chấp được em cần điều kiện để phát triển. Nên bắt buộc tăng số lượng người yêu hằng đêm lên nhiều như cát biển. Mặc kệ là trong số đó không ai hiểu rõ về em. Cái em quan trọng là trong tài khoản có bao thằng đúc về đêm. Giờ muốn sánh bước cùng em trong tay phải cầm bạc tỷ. Cần ke kẹo cỏ chọi mỏ anh mai lan man làm mờ nhạc ý. Thả sắm thiết bị điều chỉnh âm thanh cốc cần gì học nhạc lý. Mặc thì phải dày như đường nhựa kẻ mẹ người đời này khạc phỉ. Ngày xưa em đâu có như thế. Muốn tranh ghế phải có thực tài. Nhưng thực tài quá đổi chu cay buộc em phải thay đi quy tắc. Dặn lòng sẽ không buồn khi nhắc. Nhưng lại vẫn vương trên mi mắt.
Ngai vàng của rồng này là quá cao nên nó tìm nón thi nhau nhạc. Tụi nó coi đó là vạch đích, là hành trình cả cuộc đời em. Nhưng cảnh em chổng mong vạch đích, bọn squad này đâu có cửa xem. Em đi dạo chơi cùng với nó, nhưng lòng lại tư tưởng về anh. Buộc anh phải là người cày cạnh nên em mới vác đích về nhanh. Anh vẫn dang rộng vòng tay ấm áp để ru cho em yên giấc ngủ. Kệ bỏ đi hết điêu phủ trên người, mang phấn son đem đi cắt tủ. Em lại thuần khiết như xưa với ngàn lời ca bắt hủ. Thay đổi lý lẽ những kẻ thất phu, làm tỏa những đôi mắt mù. Anh vẫn là một con chuyên sùng đạo nên người đời gọi là truyền nhân. Tụi nó còn chưa biết được đường lối, đối với em đâu có quyền thân. Với em anh là người được chọn, mang trọng trách lớn ở trên vai. Với nó anh là gai trong mắt, là lối mòn cũ cần nên thay. Nhưng em rõ anh có bản lĩnh nên em cũng chẳng có lo gì. Những thứ bây giờ anh nhận được chẳng bằng một góc anh cho đi. Có khi miệng đời thị phi quá khấm nhưng ý chí anh vẫn không mòn. Còn bọn sự quát quen quát ngoài kia gặp chuyện là chí đã không còn. Nên là cả đời viết lách của nó cũng đọc kiếm nổi một câu hay. Còn khi em nghe anh vừa cắt tiếng cứ ngỡ là AC đâu đây. Anh mang em về với thực tại, nhắc nhở em với cuộc đời rằng một cây đại thụ vẫn sẽ chết nếu như bỏ gốc rễ rời thân. Nên là em hãy luôn tự chắc, mặc em có thay đổi bao nhiêu. Ý niệm về cuộc chơi như thế, anh đâu đòi hỏi gì cao siêu. Em hãy lấy tự do làm gốc, ý nghĩa cứ thế mà đâm chồi. Chỉ cần như thế là chuẩn chỉ, đã đủ để đạt phương châm rồi. Em đâu nhất thiết phải cho đời biết rằng em lộng lẫy xa hoa. Cũng đâu nhất thiết khoe băng khoe đảng, khoe nhà em có AK. Anh cũng là người trải qua nhiều thứ nhưng nhạc chưa hề xa ngã. Anh biết cái giá phải trả rất đắt nên đâu khuyên ai xa đọa. Lâu anh vẫn cứ thông thả lướt đi mượt mà như một dòng chảy. Giống như cái cách anh yêu em đấy, mộc mạc nhưng vẫn đông đầy. Anh không thể làm cho mình lộng lẫy chảy chút lời nhạc thành bóng bẫy, nhưng vẫn ngạo nghễ nói lên sự thật mà mắt người đời đều không thấy. Anh trồng ý niệm ở đằng sau nhà vườn vằn anh bao ra trước cửa. Nhổ hết năm dại mọc ở xung quanh không cho lắng thêm như trước nữa. Tưởng đâu nó dội và anh như thác nhưng chỉ lác đác về giọt mưa. Như thế chỉ làm nhạc anh thêm mát vườn vằn bão phát như được mùa. Đối với anh em anh đời bây giờ anh như vị vua không ngai. Còn với chúng nó anh là hiểm họa với ý niệm nắm trong tay. Còn đối với em anh như ngọn đuốc thắp sáng tâm hồn cháy bỏng. Còn đối với anh em như xương máu thấm sâu vào tận đáy lòng. Anh em à, tôi sẽ nghe hết xong rồi tôi reaction nhé. Tại vì tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào trong bài ngũ môn này cả. Ok. Nổi da gà. Nếu có lỡ tai giết ai chồng chắc cũng chẳng thể trách tàu ác. Vì ngoài vắn hóng dọn sạch cặn đông cũng chẳng còn cách nào khác. Phật cắt thịt mình đại ưng còn tao cho bọn nướng bu vào táp. Vì một đại nghiệp giúp cho thiên hạ không còn thằng ngu nào rap. Tao không khuyến khích anh em của mình theo tao mà căm thù squad. Nhưng mặt thời cục thay đổi ra sao chí tao chưa bao giờ khác. Quỷ biện hay là chặt chẽ lý lẽ vẫn không hề làm mờ nhạt. Còn loại trung gian đâm ban tổ lái nhìn lại thì đâu ngờ rap. Lại kiểu gây lọ đời thó điểm g của anh rồi ngồi chờ tác. Mong ước anh thọc vào họng chúng mày bằng vài dòng trong tờ nháp. Dặn lòng là loại lẳng lơ như thế thì ông không bao giờ sáp. Nhưng vì lý tưởng lại thêm một bài buộc mày phải tôn thờ rap. Ngay từ ta môn cũng đã biết tất cả cử chỉ mà tao quả quyết. Làm đúng những gì mà tao đã viết, dù máu đổ bao nhiêu tao cũng chả tiếc. Kỷ niệm, đường lối quan điểm là gì cũng chả biết. Thì chuyện về hòa bình giấy dựng nên cuối cùng chỉ là giả thuyết. Nên khi tao đụng tổ chức ngoài đó nó chỉ nghe qua rồi giả điếc. Tao đòi duyệt binh rồi chơi xả láng thì sàn đâu ra mấy bả xiết. Thừa biết thực tế chiến tranh sẽ mang hậu quả rất dài, nhưng với hip hop nó như thuốc thử khử đi những kẻ bất tài. Để nó không mất công tao là phải cắt công giảng lại chắc ngông của dòng đã chánh thống. Lạng thật nói thật làm thật và sống thật không cần bắt chấp để sao tụi được đánh bóng. Là khi đối đầu biển to và gió lớn cũng không cụp nằm sang sông mà tránh sóng. Tao vẫn đang vững bước đi ngược lại dòng nước nên dù mày có ước vẫn không thể sánh đâu. Thật lòng tam môn đã làm mày thỏa mãn nhưng mặt mũi nào mà cho tao thỏa đáng. Nên phải diễn nét về nhạc mày chả ngán, quốc tao đại một lần biết đâu lại tỏa sáng. Ai ngờ giả chàng tốn công tốn cả cán, nhạc vẫn như cặt mặc dù vốn đã ráng. Soạn văn kỹ càng để đấu tao cả ván nhưng chưa hết nhắc môn đã bị đem hỏa tán. Tụi nhỏ no muôn bỏ anh vào bao xác nhưng đâu cần nữa vì anh đã bao xác. Xác nhạc xác văn xác thánh và xác thần xác dần dần sang giấc mơ nó khao khát. Bao xác luôn cả triều đại thiện cận mà chúng nó nghĩ rằng mình đã bao quát. Bao xác luôn cả những thằng đầu đảng bằng phát bằng văn chứ không cần giao mát. Tao còn chưa đánh mà tụi nó đã than. Ôi sao anh rap như thật là giả mang. Thuốc đắng anh đút và họng em cả than. Làm em mất ăn mất ngủ luôn cả tháng. Đạo tâm tao đã nói rõ lấy tông màu ai làm chủ đạo. Chính bản thân mày cũng đang đạo nhái. Tại sao chỉ mình tao đủ thạo. Tao chưa ép ai quan điểm phải giống. Đừng cố đổ lỗi tao áp đặt. Vì homie tao muốn lên rác việc tao vẫn cười nói khi giáp mặt. Muốn đến tìm tao đấu lý mà còn xuất khẩu xàm ngôn. Thì có thêm vạn thằng như mày đến cũng chẳng phá nổi tam môn. Nếu thật sự muốn chiến đến lúc cán bất chấp sống chết hay đứng nằm. Thì phải có đủ tài tâm lãnh đạo để được tao xem như xứng tầm. Tao chỉ một lần vung kiếm nhưng đã mài nó 10 năm. Nên khi mày phán tao chập chững ráp tao chỉ còn biết cười thầm. Hẹn cho tụi mày vài năm tu đạo
đường tao, chứ để on mai mà không có hứng thì thật phí biết nhường nào. Tao tặng viên mày tử môn, món nợ mãi không thể trả, nên dù có gỡ chắc tiếp tao xuống nỗi nhục vẫn không thể xóa. Họ cho rằng tao có chuyện vọng, bởi tình yêu rap như biển rộng, chứng kiến đủ làm họ động lòng. Cường văn hào sản lây biển động, nhiệt huyết dập khoan như tiếng trống. Lập GOS làm tiên phong, trước mày cũng có nhiều thằng đến viếng, rút cuộc cũng bị tao tiễn vong. Lần nữa hồn rap ấy lại về, thể loại hoàng kim phải giải thể. Đạo tâm giết chiến thần hạ giới, tam môn phục hưng diệt bại phế. Họ gọi tao là truyền nhân giữ lời AC tại thế, nên cấm cờ lệnh trước cổng tứ môn biên là Tây Phương Đại Đế. Lần nữa đầu lĩnh của COS lại phải ngự giá thăng chinh, chẳng chỉnh lại lũ rapper lấy căng ẻo lạ bằng cả chân tình. Thường thay tao chờ cá lớn, nàng còn toàn cá bé xông pha. Phải chốt tụi mày mỗi năm một lễ, tao đem sớ viếng hồng hà. Mấy thằng đĩ ngựa chi ưa giả dối, nên cứ thích nói về hòa bình. Vì quăng tất cả son phấn trên mặt thì tụi nó vắt đâu ra trình. Cuộc chiến này với mày là vô nghĩa, nhưng những việc tao làm thì đều có chủ đích. Nên dù quân mày có phủ bích chặn thành, thì thành vẫn luôn có đủ sức. Tôi hơi bị xúc động một tí. Tôi xúc động ở đây là vì tôi thật là đã lâu lắm rồi. Thật sự là đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được một cái bài mà nó thuần rap, nó old school, nó đưa tôi về thời của AC, VD, những cái thời đấy khi mà đặt nền móng đó là nhạc old school, chỉ có lyric flow basic và những cái câu punchline nó in dấu đến tận bây giờ. Và bài Ngũ Môn này tôi thấy được điều đó. Tôi không có so sánh bài Ngũ Môn này so với các bài trước, mà tôi chỉ biết nếu như mà AC cho ra những cái bài đã làm nên tên tuổi, đã đi vô thành huyền thoại, thì Taiga là người viết tiếp trường ca của AC. Taiga sẽ là người viết tiếp trường ca của AC, và Taiga sẽ là người không phải gọi là kế thừa nữa. Đó là không, mình không biết dùng diễn tả nào, nhưng mà đó là truyền nhân. Đó là truyền nhân của AC đến thời điểm hiện tại, và kết hợp với những thứ hiện đại tạo nên Ngũ Môn bây giờ. Tôi chỉ muốn nói những điều đó. Với bài này thì tôi không thể gào thét được anh em ạ, tại vì nó chạm đến cái cảm xúc của tôi ấy. Cái cảm xúc ở đây là nó lắng động lại với từng giai điệu, với từng lyric của cái bài hát. Nếu như mà các bạn nào biết á, thì Ngũ Môn, tôi không biết là Ngũ Môn này có liên quan gì đến Ngũ Môn bên Trung Quốc hay không. Nếu mà Ngũ Môn này, nếu mà bên Trung Quốc á, thì nó là năm tông phái lớn của đạo Phật bên đấy, của Phật học ấy. Đó là tôi nhớ là gồm Vân Môn nè, Lâm Tế nè, Pháp Nhãn, rồi Tào Động và Quy Ngưỡng thì phải. Đó thì tôi nhớ được năm thứ đó, tại vì tôi cũng hay đọc về Phật học thì tôi thấy cái Ngũ Môn ấy thì thấy nó quen quen. Rồi bây giờ tôi nãy giờ tôi cầm vỡ anh em à. Cầm vỡ để mà tôi ghi lại những cái đoạn hay nhất, những cái đoạn mà tôi nghĩ đó là punchline, đó là những cái câu chốt hạ trong cái bài này. Tôi viết rất là nhiều luôn ấy. Đây, tôi viết rất là nhiều những cái ý mà tôi muốn nói trong bài hát này. Có thể cái clip này sẽ dài và mong anh em xem hết, tại vì có quá nhiều thứ mà cần chúng ta phân tích luôn. Đoạn đầu tiên là 1.22. Nói rõ, nói to và nói đúng, dù thị trường có mở cửa chống chiên kìa. Hip-hop thuần túy là tự do. Gốc rễ hip-hop thuần túy là tự do, tôi luôn nói rõ, nói to và nói đúng. Cái này là Taiga như đã đặt một dấu chấm than về cái này á. Chỉ cần câu trên thôi, gốc rễ hip-hop thuần túy là tự do, tức là hip hop rap nó đến với lại chúng ta bằng một cách nó đơn giản nhất, nó phóng khoáng nhất. Thì cái tự do trong chất rap á, thì nó sẽ là bản chất, nó sẽ là gốc
của cái nhạc rap hiện giờ. Nó luôn là vậy, nó luôn là vậy, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Cái sự thuần túy của rap đôi khi đến thời điểm hiện tại chúng ta rất là khó thấy, tại vì bây giờ nó hỗn tạp, tạp pha rất là nhiều thứ và nó bị rất là nhiều yếu tố nó chi phối vào. Ở thời này không phải là việc chúng ta phải làm ra những bản nhạc rap mà ăn đậm chất thời xưa đâu. Thời này chúng ta làm những cái bài rap theo trend, những cái bài rap mà giới trẻ thích, những cái bài rap mà không phải là bản thân chúng ta làm mà đó là định hướng của thị trường bắt chúng ta làm vậy. Đó. Tiếp theo. 1.55. Bản chất anh hóa việc rap đã trở thành bản năng, em chỉ chăm chỉ hóa trang cái bản mạc. Đây. Chỉ định hướng về bản chất anh hóa việc rap. Đây. Anh hóa việc rap này trở thành bản năng. Em chỉ chăm chỉ hóa trang cái bản mặt. Đó là hình ảnh so sánh nó rất là hay nhá. Nó rất là thú vị giữa việc là một người con gái đi mất cấp để che giấu đi những cái phần nó điểm yếu ở trên khuôn mặt. Còn đối với rap là khác. Có gì tao show ra hết. Tao không ngại là che giấu đi những điểm yếu. Con người đâu phải ai cũng hoàn hảo, và trong bài rap tao làm nó cũng vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là tao dám đối diện với sự thật đấy. Tao chấp nhận là tao có điểm yếu và tao show lên để cho mọi người thấy. Và mong mọi người đón nhận nó bằng một sự respect. Đó. Rồi đến đoạn tiếp theo là 2.40. Mẫu thì chỉ là giả thuyết, còn mày phụ thân ở đâu còn chả biết đúng thiệt lộ hậu tâm môn này tao bó. Rồi đoạn tiếp theo là 3.07. Đây. Cái đoạn này mình rất là respect Tyga ở cái câu này. Đó là đường anh đi mặc dù là đường đã cũ. Tức là Tyga cũng nhìn nhận được cái vấn đề là giờ tao theo cái thể loại này, cái mô típ này á, thì so với nhạc rap hiện tại bây giờ thì có vẻ như nó lép vế, có vẻ như nó sẽ không được sự hưởng ứng của nhiều người. Nhưng mà tao vẫn cứ làm và tao vẫn cứ viết và cho ra những cái bài ngũ môn, tam môn như thế này. Tại vì đó là bản năng của tao, đó là cái chất của tao, và tao biết tao định hướng tao thành rapper như thế nào ở thời đại hiện giờ. Nhưng mà có một điều, đó là khác với khi xưa. Nếu mà tao đi đường cũ thì tao bằng chạy bằng xe máy, thì hiện tại tao đã kế thừa được một cái hiện đại. Và đường tao đi vẫn cũ, nhưng mà tao sẽ tay ga, tao sẽ chạy nhanh, nhanh hơn chúng mày. Và sẽ không bao giờ mà làm mất đi cái bản chất, cái định hướng của tao đã xác định ngay từ đầu đối với lại cái rap game này đâu. Đó. Đoạn tiếp theo là 3.20. Cái lúc hừng đông làm fan nó thức tỉnh thôi ngừng mộng, dòng chảy của rap luôn tồn tại song song làm sao. Đây, dòng chảy của rap luôn tồn tại song song làm sao để giữ dòng nhạc mày không động. Đó là nói về cái định hướng làm nhạc ấy. Đó. Trong một cái thế giới mà nó rất là hỗn loạn như bây giờ, và chúng ta phải làm bên cạnh làm nhạc rap nhá, còn phải lo những cái thứ cơm áo gạo tiền, những cái peer pressure hiện giờ ở thời đại trẻ bây giờ, trong tất cả các ngành và trong tất cả các con người chúng ta luôn đều có một trạng thái gọi là peer pressure ấy, đó là áp lực đồng trang lứa. Đó là nếu mà so sánh về trong nhạc rap đi thì sẽ có rất là nhiều rapper, và đôi khi rapper sẽ bị cái peer pressure áp lực đồng trang lứa đấy. Thấy rapper kia ui sao nó phát triển nhanh thế, ui sao nó đi nhanh hơn mình thế, và có rất là nhiều thứ mà nó áp đặt lên mình, làm cho mình phải áp lực, khiến mình phát bực và nhiều lần mà mình ở sát vực đó. Và làm sao để giữ được tâm mày tĩnh nè, tâm mày tịnh nè, tâm mày không có động giữa cái dòng sông loãng thể của cái nhạc rap, màu nhạc rap hiện giờ, thì đó mới là cái hay. Thì đó mà thứ mà mày muốn nhắm đến. Đó, thì Tyga lại khẳng định cái điều đó. Đó là định hướng phát triển màu nhạc của mày từ lúc ban đầu, nó chính là cái yếu tố quyết định mày có thành công hay không ở trong cái rap game này. Chứ mày càng chạy theo thì mày càng không phải mày. Mày càng làm theo những cái mà người ta mong muốn thì đến một lúc nào đó mày sẽ nản. Mày không còn hợp được với màu nhạc mày nữa, thì lúc đó đổ sông đổ bể hết. Rồi tiếp theo là đoạn 5.03.
ấy chỉ như hàng đổ đóng. Đợi ông mày lấy xong bằng kỹ sư rồi thì Hồng Lộc có là gì mà tao không nhận. Ui, đoạn này đụng đến anh Hưng Cao ta. Hồng Lâu nè. Tớ thấy là đụng đến Hồng Lâu, không biết có liên quan gì đến Hồng Lâu Mộng hay không. Nhưng mà nếu mà đụng đến thì mình thực sự là thấy căng đấy. Mình nhớ không nhầm là trong bài này là Ngũ Môn này là đụng đến 6 người, nhưng mà thực sự với cái kiến thức rap của mình thì mình không đủ nhận biết được 6 người đó là ai. Và mong các bạn nếu mà biết thì chia sẻ lại cho mình nhé. Đó, mình chỉ nghĩ là có anh Hưng Cao đó và một số người khác mình không đoán ra. Và nếu các bạn biết thì các bạn cứ comment xuống dưới và chia sẻ cái góc nhìn của bạn. Rồi tiếp theo là đến 5.37. Đây, cái đoạn này chơi skim nè. Taiga chơi kim nè, Vân Trường xích thố. Tao chơi như đại đao văn trường, thượng trên thời lượng ý niệm như xích thố vặn mây dụng vụng. Hình Đạo Vinh nè, cỡ Hình Đạo Vinh lẹt đẹt vài chữ chưa ngang nổi đích bố. Nếu tư chưa đủ thì giờ thì... Đó. Rồi đến đoạn 6 phút. 6 phút. Rồi anh đã hiểu em phát biểu xong chưa? Qua lục môn này sẽ tới phiên ai? Xuống địa ngục hay đi tới thiên thai? Một ai đó sẽ trở thành thiên tài hoặc giống như tao bị coi là... Đây. Ở đây thì Taiga cũng biết, Taiga cũng hiểu được cái việc là khi mà Taiga chấp nhận đi một con đường khác so với các rapper bây giờ thì có thể Taiga sẽ trở thành thiên tài, là người còn giữ cái chất, là người còn giữ cái bản chất cuối cùng của AC. Hoặc là có thể Taiga sẽ trở thành người xấu trong mắt nhiều người ở trong thế giới rap. Tại vì coi là thiên tài. Tại vì bây giờ người ta theo những cái dòng nhạc xu hướng, theo những cái dòng nhạc trend để mà kiếm tiền, để mà kéo fame, để mà làm tất cả mọi thứ để mà có thể cho mình được nổi tiếng. Nhưng mà Taiga thì không. Anh ta chấp nhận là ừ, mày xem tao là người xấu đi, mày xem tao là người phán xét, mày xem tao là người cái gì đó nói lên được cái tâm tư của rap Việt hiện giờ, cái mà rap Việt nó thiếu, thì đó là thiên tài. Nhưng mà không, còn những người yêu rap, còn những người mà cái rap old school, cái rap mà thuần túy gắn liền với chữ tự do, nó đã ăn liền, nó đã ăn sâu vào trong máu của những người mà đã theo rap từ thời xưa, thì họ lại xem Taiga như là một thiên tài. Rồi tiếp theo là 6.09, mà để nghe đoạn này luôn. Là thiên tai hay là câu chuyện được miệng đời truyền lại, một chàng khờ yêu rap đến điên dại, một ngọn lửa cháy mãi với niềm tin anh mang theo ý chí di sản của huyền. Huyền thoại đây là AC. Thoại. Đó. Và đó là xong bát 1. Đến cái bát 2 thì mình không có nốt lại gì nhiều, nhưng mà mình thấy được một cái hình tượng so sánh rất là hay của Taiga, đó là so sánh giữa tình yêu cá nhân đối với lại rap. Thì cả hai thứ nó có thể coi là có một cách yêu riêng đi, nhưng mà cái bản chất của nó lại là chung. Nó chung, khi mà mình yêu, khi mà mình dành tình yêu cho rap, khi mà mình dành tình yêu cho người mình yêu thì mình dành tất cả mọi thứ vào, thời gian, tiền bạc, ý chí, tâm thức và tất cả mọi thứ của mình vào. Và đối với người yêu thì nếu mà họ đón nhận nó thì đó là một điều tốt rồi. Nhưng mà nếu mà họ không đón nhận đó, họ không thấy được những thứ mà mình làm, họ không có cảm nhận được và họ không có phân biệt được đâu là thứ mà họ cần và đâu là thứ họ muốn. Và để đến khi mà họ mất rồi thì họ mới thấy là họ đã và đang đánh mất đi một thứ mà nó dân dã nhất, một thứ nó mộc mạc nhất và một thứ sẽ không bao giờ mà có thể kiếm được ở những người rapper mà ăn trong máu của họ là phải làm nhạc theo trend xu hướng hiện giờ. Còn đối với tình yêu về rap đi, mình tin là không chỉ mình mà tất cả mọi người ở đây á, thì nếu mà ai mà đã nghe rap từ thời xa xưa, từ những cái thời của anh VD, anh Khanh Nhỏ, anh AC chẳng hạn, đó thì chúng ta luôn nung nấu, luôn nao núng về một cái bài mà có thể khiến chúng ta trở lại về với thời xưa. Thì đây, đó tức là thành quả của Taiga đó. Taiga, tức là đã mang cho những người yêu rap thuần túy lại một cái contract mà thực sự là nó để đời ở thời điểm hiện tại luôn. Đó. Và Taiga coi như là dạng đầu tư thành công ấy. Là Taiga dồn tâm sức, tâm thức và ý chí của mình, cái chất xám của mình để viết lên bài này. Và mong coi là có một người nào đó có thể cảm được, có thể
có thể tâm phục khẩu phục thì đây là những người yêu rap thuần túy là chúng tôi đây. Chúng tôi nghe và chúng tôi hiểu và chúng tôi biết được là Tyga đã và đang làm gì đối với lại cái dòng nhạc Basic này. Đó, tiếp theo là 9 phút 25. Lời nhạc thành bóng bẫy nhưng vẫn ngạo nghễ nói lên sự thật mà mắt người đời đây. Không thể làm cho mình lộng lẫy chảy chuốc. Đây, có thể là Tyga không thể làm mình cho lộng lẫy chảy chuốc những lời lẽ bóng bẫy là mình mường tượng ra những rapper hiện giờ cứ trau chuốc cho vẻ bề ngoài, flexing đủ thứ, tiền bạc, dây chuyền, gái gú, nhà cửa, xe, nhà lầu. Đó, thì Tyga không làm được điều đó. Đó, nhưng mà Tyga làm được chút lời nhạc thành bóng bẫy nhưng vẫn ngạo nghễ. Đó, nhưng mà Tyga lại can đảm. Tyga nói lên cái sự thật của cái rap game hiện giờ. Đó, Tyga chỉ làm được như thế thôi. Chứ Tyga không đủ theo xu hướng được. Tại vì Tyga đã chọn một con đường đi từ lúc ban đầu rồi. Và đến bây giờ Tyga đã và đang thành công. Nếu mà đã và đang thành công không phải là thu hút nhiều fan. Nhưng mà đã và đang thành công là vì có người đón nhận lại được cái dòng nhạc này. Nói lên sự thật mà mắt người đời đều không thấy. Rồi tiếp tục là đến 11. 11 phút. Hòa bình giấy dựng lên cuối cùng cũng chỉ. Đây, thì chuyện hòa bình giấy dựng lên cuối cùng chỉ là giả thuyết. Ở đây mình hiểu được như là thì trên mồm là có thể là nói là hòa bình rồi đấy, hòa bình rồi đấy, nhưng thực chất ở trong lòng rồi nè. Vẫn còn những cái uất ức, vẫn còn những cái tức tối, những cái mà đợi thời điểm đến đúng thời điểm cứ mới nói. Đó, kiểu như là vậy. Chứ thật sự là hòa bình mà trên giấy thì nó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Rồi đến 11.22. Hắn lại chắc ngông của dòng đã chấm thống là thật, nói thật, làm thật và sống thật, không cần bất chấp để đây. Cái này là Tyga lại khẳng định thêm một lần nữa. Đó là về con người của Tyga. Ăn thật, nói thật, làm thật và sống thật, tất cả đều real, tất cả đều keep it real. Ok. Keep it real vẫn là con người đấy, vẫn là màu sắc đấy, vẫn là âm nhạc đấy đã chọn. Và bây giờ kế thừa cái văn tế của AC và làm nên Tyga hiện giờ. Nhiều người nói Tyga là đạo AC đồ các kiểu đó. Ừ, thì Tyga công nhận điều đó. Nhưng mà chẳng phải là những cái rapper bây giờ đã và đang cùng đạo một của một chủ thể nào hay sao? Đúng không ta? Đúng không ta? Đó, thì chúng ta phải thừa nhận cái điều này. Quan trọng là chúng ta có mượn hình ảnh của một rapper nào đấy. Quan trọng là chúng ta phải thay đổi để mà tạo nên cái màu sắc, cái bản sắc của riêng mình. Thì đó mới là thứ mà rap Việt muốn. Tôi được đánh bóng. Đó. 12.10. Nói rõ lấy tông màu ai. Đấy, cái đoạn này đây. Bản thân mày cũng. Đấy, cái này mình đã nói đoạn đó rồi thôi, càng khẳng định thêm thôi. Đến 13.16. Giải thể đạo tâm giết chiến thần hạ giới, tam môn phục hưng thì bại phế. Họ gọi tao là truyền nhân giữ lời AC tại. Đấy, cái này là cái này nhá, họ gọi tao là truyền nhân giữ lời AC tại thế. Mình rất là thích câu này của Tyga. Tức là Tyga không có nói ra là tao lấy AC làm hình tượng, nhưng mà Tyga lại nói theo kiểu là tao được mọi người công nhận, tao được mọi người thấy và tao được mọi người hiểu cái dòng nhạc mà tao đang theo đuổi có cái màu của AC. Và tại thời điểm bây giờ, tại thời điểm hiện tại bây giờ, tao được gọi là như thế. Đó. Thế nên cấm cờ lệnh. Đây, nên cấm cờ lệnh trước cộng là Tây Phương Đại Đế, miền Tây đấy. Tây Phương là miền Tây đó. Wow, 33 phút rồi anh em ạ. Thật sự thì trải qua nửa tiếng, chúng ta trải qua rất là nhiều khuôn bậc cảm xúc với lại cái bài hát này luôn. Đó, thì mình mong là với sự kiến thức ít ỏi của mình về rap trong cái bài này thì mình có thể làm cho các bạn hình dung ra một tí nào đó về cái chất, về cái ý nghĩa ở trong bài hát này. Với kiến thức của mình thì mình không đủ phân tích và đủ sức để hiểu hết tất cả các bài đâu. Mình chỉ nói ra những cái ý hiểu của mình trong cái bài này theo những cái kiến thức mà mình biết thôi. Vậy thì các bạn nào mà biết thêm những cái thông tin gì về bài hát này á thì cứ comment xuống để cho mọi người chia sẻ và lắng nghe. Và chúng ta đóng góp văn minh nhé, chúng ta không phán xét chỉ trích, chúng ta đóng góp theo kiểu là góp ý. Ok, và đó là ngũ môn của Tyga. Và mình là Nobihan. See ya.